Radio Tin Mừng xin kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ bảy, 21 tháng 1 2017, chương trình gồm những nội dung sau đây: Tin Tôn Giáo, suy niệm đời Chúa, vui cùng thiếu nhi lắng động trong ngày. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Ave, Ave, Ave Maria. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Thưa quý vị và các bạn, bản tin Công giáo hôm nay gồm có: vượt thắng lòng dạ xét đoán người khác, thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi Tổng thống Donald Trump trong lễ nhậm chức, Tổng thống Duterte viết thư cho Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự kính trọng sâu sắc. Vượt thắng lòng dạ xét đoán người khác. Cần vượt thắng chính mình, vì lòng dạ chúng ta thường ích kỷ và xét đoán người khác. Và Chúa Giêsu đến để đổi mới tâm hồn chúng ta. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng tại nhà nguyện Thánh Mát-ta. Với tâm tính ích kỷ, các luật sĩ chỉ biết lên án người khác. Thiên Chúa đổi mới mọi sự từ gốc rễ, chứ không phải theo kiểu bề mặt. Luật của Chúa không phải là thứ luật tác động bên ngoài, nhưng là đi sâu vào cõi lòng chúng ta và biến đổi tận gốc. Trong giao ước mới, có sự biến đổi trí khôn, biến đổi tâm hồn, biến đổi cảm nhận và biến đổi hành động, và có một cung cách mới để nhìn mọi sự. Có một cung cách hành động với cái nhìn lạnh lùng và đầy ghen tị, nhưng cũng có một thái độ của niềm vui và lòng bao dung. Giao ước mới sẽ biến đổi tâm hồn và làm cho chúng ta nhìn về luật Chúa với con tim mới, với tâm trí mới. Chúng ta thử nghĩ về các luật sĩ và những người kết án Chúa. Họ làm mọi sự và mọi thứ đúng như luật nói. Họ nắm quyền trong tay, họ có mọi thứ, mọi sự, tất cả trong tay, nhưng lòng trí họ xa cách Thiên Chúa. Đó là lòng trí của sự ích kỷ, vì chỉ biết tập trung vào bản thân mình. Tâm hồn họ luôn đi xét đoán và kết án người khác. Thiên Chúa hay quên vì Ngài tha thứ. Thiên Chúa luôn đi bước trước, và chắc chắn là Ngài tha thứ cho chúng ta. Ngài không còn nhớ tội lỗi của chúng ta nữa. Biết bao lần Ngài không nhớ. Tôi thích suy nghĩ vui đùa một chút về Chúa rằng, Ngài có một trí nhớ thật là không tốt. Điểm yếu của Thiên Chúa chính là Ngài mau quên tội lỗi chúng ta, và khi ấy Ngài tha thứ. Thiên Chúa quên bởi vì Ngài tha thứ. Trước một tâm hồn thống hối, Ngài tha thứ và quên hết. Ngài nói, ta sẽ quên, ta sẽ không nhớ tội của chúng nữa. Chúa đã tha thứ cho tôi, Chúa đã quên tội tôi, nhưng tôi phải thay đổi cuộc sống. Giao ước mới đổi mới tôi và đổi đời tôi. Không chỉ là thay đổi tâm hồn và trí khôn mà thôi, mà còn biến đổi cuộc đời. Sống không còn tội lỗi, sống xa lánh tội lỗi. Đó là cuộc tái tạo, đó là cuộc sáng tạo mới mà Chúa thực hiện nơi tất cả chúng ta. Chúa sẽ thay đổi cõi lòng và nếp nghĩ của chúng ta. Khi chúng ta nói chúng ta thuộc về Chúa, thì các thần tự khác chẳng còn nghĩa lý gì, chẳng còn tồn tại. Biến đổi trí khôn, biến đổi tâm hồn, biến đổi cuộc sống và biến đổi quyền sở hữu. Chúng ta hãy tiến về phía trước trong giao ước mới với niềm thầm tín. Hãy trung thành với giao ước mới, trung thành với Thiên Chúa để Ngài biến đổi tâm hồn chúng ta. Vị ngôn sứ nói, Chúa sẽ lấy đi trái tim bằng đá và thay vào đó bằng trái tim bằng thịt. Hãy biến đổi tâm hồn và thay đổi cuộc sống, đừng phạm tội nữa, không thuộc về thế gian này nhưng chỉ thuộc về Chúa thôi. Thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi Tổng thống Donald Trump trong lễ nhậm chức. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi lời chào của Ngài đến tân Tổng thống Mỹ Donald Trump và bảo đảm những lời cầu nguyện vào ngày lễ nhậm chức của tân Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng tân Tổng thống sẽ được hướng dẫn bởi các giá trị tinh thần và đạo đức phong phú đã định hình lịch sử của người dân Mỹ, và cho rằng thành công của một đất nước nên được đo lường trên tất cả các mối quan tâm của quốc gia ấy đối với người nghèo, người bị ruồng bỏ và những người đang gặp khó khăn. Toàn văn thông điệp của Đức Thánh Cha như sau. Nhân lễ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 của Tổng thống, tôi xin gửi đến Ngài những lời cầu chúc tốt đẹp thân ái và bảo đảm những lời cầu nguyện của tôi, xin Thiên Chúa Toàn Năng ban cho Tổng thống sự khôn ngoan và sức mạnh trong việc thực hiện các chức vụ trọng đại của Ngài.
Vào thời điểm khi gia đình nhân loại của chúng ta đang bị vây bủa bởi các cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, đòi hỏi các phản ứng chính trị có tầm nhìn xa và thống nhất, tôi cầu nguyện cho các quyết định của Tổng thống được hướng dẫn bởi các giá trị tinh thần và đạo đức phong phú đã định hình lịch sử của nhân dân Mỹ và sự dấn thân của quốc gia Ngài cho sự thăng tiến nhân phẩm và tự do trên toàn thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống, cầu xin cho tầm cỡ của Hoa Kỳ tiếp tục được đo lường trên tất cả các mối quan tâm đối với người nghèo, người bị ruồng bỏ và những người đang gặp khó khăn, những người Lazaro đang đứng trước cửa nhà của chúng ta. Với những tâm tình này, tôi xin Chúa ban cho Tổng thống và gia đình, cũng như tất cả những người Mỹ yêu quý, những phước lành của Chúa là hòa bình, hòa hợp và mọi thịnh vượng về vật chất và tinh thần. Đức Giáo Hoàng Francisco. Tổng thống Duterte viết thư cho Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự kính trọng sâu sắc. Tổng thống Rodrigo Duterte của Phi Lục Tân đã viết một lá thư riêng cho Đức Thánh Cha Francisco để bày tỏ sự kính trọng sâu sắc của ông đối với Đức Thánh Cha và Tòa Thánh. Nhà lãnh đạo Phi Lục Tân, một người Phi Lục Tân gốc Hoa, là người thường xuyên được báo chí quốc tế nhắc đến vào năm 2015 với những lời chỉ trích thô tục nhắm thẳng vào Đức Giáo Hoàng và các giám mục Phi Lục Tân. Tuy nhiên, trong lá thư vừa được công bố, đã viết, Phi Lục Tân đánh giá cao mối quan hệ đặc biệt với Tòa Thánh và nhìn nhận với lòng biết ơn sự quản lý đức tin công giáo của Đức Thánh Cha. Jesus Dureza, một cố vấn của Tổng thống Duterte, là người đang ở Roma để hội đàm với phiến quân Phi Lục Tân, đã công bố nội dung lá thư này. Ông cố vấn này cho biết ông sẽ đích thân trình lá thư này lên Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, chưa trình lên Đức Thánh Cha, ông đã công bố với báo chí. Đó là một việc hoàn toàn không phù hợp với các protocol ngoại giao. Trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đến Manila từ 15 đến 19 tháng 1 năm 2015, Duterte, lúc đó là một ứng cử viên tổng thống, đã phàn nàn gay gắt về tình trạng ách tắc giao thông gây ra bởi chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng. Lúc đó ông nói, Đức Giáo Hoàng nên cút đi, đừng đến đây nữa. Duterte đã tiếp tục đụng độ với các nhà lãnh đạo giáo hội trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Ông đã thành lập một đội hành quyết bắn bỏ bất cứ ai bị nghi ngờ có dính líu đến việc mua bán ma túy. Các giám mục Phi Lục Tân lên án hành động này vì quá nhiều người chết oan và nhiều người tuy có tham gia vào việc mua bán ma túy nhưng chỉ là cò con, còn những tay trùm ma túy vẫn ung dung sống ngoài vòng pháp luật. Trong tháng qua, các giám mục Phi Lục Tân cũng đã đụng độ với Tổng thống Duterte khi ông này mở chiến dịch cung cấp các biện pháp tránh thai miễn phí cho người nghèo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 4 từ câu 12 đến câu 23. Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Galilê, rồi người bỏ Nazareth đến ở Capharnaum, một thành ven biển hồ Galilê thuộc địa hạt Zebulun và Naphtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah nói: Này đất Zebulun và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngã sông Giô-đan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: Các anh hãy theo tôi. Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác, con ông Zebedê là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Zebedê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức
các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại, mà theo người. Thế rồi, Đức Giê-xu đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Hãy thắp sáng lên. Trên đời có nhiều thứ ánh sáng mặt trời, ánh sáng đèn điện, ánh sáng văn minh. Tất cả những ánh sáng đó chỉ giúp ta nhìn rõ sự vật, chứ không thể soi sáng, giúp ta nhìn ra người khác là anh em. Và nhất là nhân loại vẫn còn thiếu một thứ ánh sáng đủ mạnh để đẩy lùi bóng tối tự thân. Bóng tối kích động hận thù, gieo rắc sự chết. Ánh sáng ấy được tìm thấy nơi các sách tin mừng, chiếu rọi suốt dọc dài lịch sử giáo hội. Ánh sáng giúp người Samari nhân hậu cúi xuống băng bó vết thương cho kẻ bị bọn cướp đánh dở sống dở chết nằm bên đường. Ánh sáng bừng lên giúp Martino thành Turino giữa tiết trời mùa đông giá lạnh chia đôi áo choàng cho người ăn xin co ro bên đường. Ánh sáng từ ngọn lửa ấy đã được Đức Kitô mang xuống từ trời. Ngài ước mong phải chi ngọn lửa ấy bừng lên. Thà thắp lên một ngọn nến, còn hơn là nguyền rủa bóng đêm. Phải chăng vì bạn chưa làm gì tích cực để đẩy lùi bóng tối, nên nó vẫn còn giúp cho tham nhũng, bóc lột, hoành hành, vẫn còn bao che cho lường gạt, trộm cắp, vẫn còn đồng lõa với nạn giết người, phá thai. Phải chăng vì ngọn đèn Kitô hữu chúng ta đã hết dầu nên bóng tối lan tràn như thế? Hãy làm một hành động tích cực để phản ứng lại những gì là bóng tối tội lỗi. Lạy Chúa Kitô là ánh sáng đích thực, xin cho con kiên vững trong ánh sáng của Chúa để đẩy lùi mọi thứ bóng tối ra xa chúng con. Bạn nhỏ thân mến, chương trình Vui cùng thiếu nhi của chúng ta đã đến rồi. Mỗi mẫu chuyện nho nhỏ là một kỹ năng sống mà chúng ta không thể bỏ qua. Chị Mai Thiên mời các bạn cùng theo dõi. Những bàn chân nứt nẻ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, anh hai gửi tôi về nè. Con đọc cho mẹ nghe với, chứ mắt mẹ đâu có nhìn rõ mà đọc được. Ba mẹ và em gái yêu mến, mọi người có khỏe không? Ở trên này con vẫn khỏe, con đã suy nghĩ rất nhiều mới viết thư này, tuy mới giữa tháng, nhưng con muốn mẹ gửi lên cho con ít tiền, vì sắp tới lớp con đi dã ngoại. Con không muốn các bạn nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường hay thương hại. Thêm nữa, sắp tới con muốn đăng ký học thêm lớp ngoại ngữ nữa mẹ ạ. Giờ nếu không có bằng ngoại ngữ, ra trường rất khó xin việc. Con mong ba mẹ thu xếp giúp con, tháng sau con sẽ về thăm nhà. Mẹ, mẹ có nghe con đọc thư anh hai không đó? Mẹ có nghe. Thôi, con đi nấu cơm đi, chắc ba con sắp đi làm đồng về rồi đó. Chân ạ. Mình ơi, rửa tay chân đi, rồi vào đây tôi bàn với mình việc này. Có việc gì mà mẹ nó nghiêm túc vậy? Thằng Dũng mới gửi thư về đây nè, nó xin tiền để đi dã ngoại, với đăng ký học ngoại ngữ gì nữa đó. Cái gì? Lại xin tiền à? Mới đầu tháng gửi tiền cho nó rồi còn gì? Ba miệng ăn ở nhà không tốn bằng một mình nó. Mình nói nhỏ thôi, thì cả họ mình, có mỗi thằng Dũng được học đại học, phải cho nó bằng bạn bằng bè chứ. Bà chỉ được cái chiều đó, con bé nhà mình đi học, cũng còn bao nhiêu thứ phải lo, lại sắp đến hạn nộp học phí rồi. Thì gia cảnh mình khó khăn, biết làm thế nào được. Hay là mình bán con trâu đi. Bán trâu đi, rồi lấy gì mà làm ăn? Sau này cả nhà cháu cũng không có mà ăn đâu. Thì còn biết làm sao, tháng trước đã vay tiền bác cả, hứa tháng này trả rồi, làm sao mà đi vay mãi được. Bán trâu đi sẽ trang trải được nợ nần và đủ tiền gỡ cho con nữa. Thôi được rồi, lần này làm theo ý bà vậy.
chà chà ha, đồ mới từ đầu đến chân thế này. Đôi giày thể thao xịn thế này chắc đắt lắm phải không? Ừ, cũng không phải là rẻ. Đúng là con nhà có điều kiện, có đồ mới, khao anh em đi chứ hả? Không vấn đề, các cậu thích gì tới khao, nào đi thôi. À, ba ơi, mẹ ơi, anh Dũng về rồi. Con chào ba mẹ à. Con vẫn khỏe chứ? Mẹ nhìn anh ấy xem, to khỏe nhất nhà, bảnh bao ra dáng quá, quần áo dài dép như người thành phố ấy. Con bé này, anh đi học ở Hà Nội, ăn mặc thế này so với các bạn là tền toàn lắm. Ủa? Sao cả nhà cứ đi chân đất thế này, bảo sao chân ai cũng nứt nẻ thế kia? Ờ, thì... Thì ba mẹ suốt ngày chân trần lộ ruộng, dầm mưa dãi nắng, còn em phải cuốc bộ đi học, nên bàn chân mới như vậy đó. Sao em không bảo ba mẹ mua cho đôi giày tử thế mà đi? Ba mẹ cũng định vậy, nhưng phải dùng tiền cho con trước nên... Ôi thôi nào, chắc các con đói cả rồi, vào ăn cơm thôi, cơm canh nguội hết rồi các con. Ba cũng định vậy, nhưng phải dùng tiền cho con trước. Bấy lâu mình vô tâm quá, chỉ biết nghĩ cho mình, trong khi ba mẹ và em khổ cực như thế này. Ba mẹ ơi, con xin lỗi ba mẹ. Mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi chuyên mục Nắng Động Trong Ngày. Chúng ta là châu lục rộng lớn, có dân số chiếm 3/4 trên thế giới, nhưng số người Công giáo chỉ chiếm khoảng 2%. Ngày nay, tại hầu hết các nước châu Á đều có sự hiện diện của Kitô giáo. Ở một vài quốc gia có con số Công giáo đáng kể như Philippines, một vài nơi khác chỉ là thiểu số như Trung Hoa và Nhật Bản. Nhờ các nhà truyền giáo từ châu Âu vào thế kỷ thứ 13
mang hạt giống lời Chúa đến cho lục địa Á Châu này, mà ngày nay các cộng đồng địa phương đã được thiết lập. Hàng ngàn Kitô hữu hy sinh mạng sống trong thời Bắc Đạo tại các quốc gia Á Châu, đặc biệt là ở Việt Nam, Trung Hoa, Triều Tiên và Nhật Bản, là bằng chứng của đức tin đã đâm rễ sâu vào lòng dân tộc Á Châu. Do đó, giáo hội tại Á Châu vui mừng và tỏ lòng biết ơn các vị truyền giáo đã đem đức tin vào khắp mọi nơi của Á Châu này. Ở Nhật Bản, có thành phố Nagasaki cùng với thành phố Hiroshima nổi tiếng thế giới, vì nó là thành phố đã hứng chịu bom nguyên tử vào ngày 9 tháng 9 năm 1945. Nhưng lật lại dòng lịch sử truyền giáo, thành phố này cũng nổi tiếng vì là nơi máu của các đấng tự đạo đã đổ ra nhiều nhất vào thế kỷ 16 và 17. Một chân phước mà chúng ta nhắc đến hôm nay là chân phước Ines, người Nhật Bản. Bà là một quá phụ can trường và đạo đức. Bà đã che giấu các nhà truyền giáo, nhất định không chỉ nơi ẩn nấp cho chính quyền dù bị đe dọa và tra tấn. Bà đã mạnh mẽ, can đảm cho đến phút cuối cùng khi mang ra pháp trường để tử hình. Ngày 10 tháng 9 năm 1622, thành phố Nagasaki đã chứng kiến phút giây anh dũng của bà cùng với 30 đồng bạn khi bị xử tử chém đầu vì danh Chúa Kitô. Lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa qua sự quả cảm đến hy sinh bản thân mình của bà mãi mãi sẽ còn lưu danh trong trang sử vàng của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, đời sống anh dũng hy sinh của người giáo dân mà chúng ta mừng kính hôm nay, chân phước Ines, là kết quả của quá trình cao giảng tin mừng của các vị thừa sai tiên phong như Thánh Francisco Xavier Valizano Ricci năm 1622. Năm mà chân phước Ines hy sinh, cũng là năm mà tại Roma thánh bộ truyền giáo các dân tộc được thành lập. Điểm lại những nét chính của mục đích truyền giáo các dân tộc là phục vụ con người và cải cách xã hội, để chúng ta nhận định rõ hơn về sứ mạng của giáo hội đang mời gọi chúng ta hôm nay. Việc truyền giáo của giáo hội đi đến đâu thì coi sóc và phục vụ đời sống con người theo tới đó. Hàng trăm bệnh viện và hàng ngàn trạm xá do giáo hội dựng nên và đang hoạt động là dấu hiệu của sự phục vụ con người. Các nhà truyền giáo và Kitô hữu vẫn đang có mặt trên từng cây số trong những thiên tai như động đất, lũ lụt và hạn hán. Cải cách xã hội cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của công cuộc truyền giáo. Tự bản chất của tin mừng đã chứa đựng những hạt giống nhân phẩm, tự do và nhân quyền. Sự hiện diện của việc truyền giáo dẫn đến những cuộc cải cách trong một vài phạm vi của đời sống xã hội. Trong nhiều trường hợp, các nhà truyền giáo và các Kitô hữu đã lên tiếng đòi cải thiện đời sống của các tù nhân trong các nhà tù, bênh vực công nhân trong các giờ lao động, bảo vệ sức khỏe và an toàn cho những người làm trong các hầm mỏ và những nơi nguy hiểm đến sức khỏe, che chở bảo vệ quyền lợi cho các phụ nữ và trẻ em. Đó là sứ mạng chính yếu mà Thánh Bộ Truyền Giáo đã nêu lên hàng trăm năm trước và đã đạt được những thành công đáng kể trong môi trường của Á Châu hôm nay. Sứ mạng ấy vẫn đang mời gọi mọi người dấn thân vào, để làm cho khắp nơi trên lục địa Á Châu này được tràn ngập sự sống tin mừng. Hiệp chung trong cùng một tâm tình hướng về giáo hội, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Lạy Chúa Giêsu, xin thương nhìn đến giáo hội là đàn chiên của Chúa. Xin ban cho giáo hội sự hiệp nhất và yêu thương để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ. Xin cho giáo hội không ngừng lớn lên như hạt lúa. Xin đừng để khó khăn làm chúng con chùn bước. Đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ quên.
ước gì hội thánh trở nên men được vùi sâu trong khối bột loài người, để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh. Ước gì giáo hội thành cây to bóng rợp, để chim trời muôn phương rủ nhau đến làm tổ. Xin cho giáo hội trở nên bàn tiệc của mọi dân nước, nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do. Cuối cùng, xin cho chúng con biết xây dựng một giáo hội tuyệt vời, nhưng vẫn chấp nhận cỏ lùng trong giáo hội. Và ước gì, khi thấy giáo hội ở trần gian, nhân loại nhận ra nước trời ở gần bên. Amen. Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp, vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Mai Thiên thân ái tạm biệt. Kính chúc quý thính giả luôn được bình an trong Đức Kitô. Đường chân Chúa đi qua, vài ngày nằm mang thân ta, Ngài mở lối cho ta, con đường về cùng thân ta, muôn đời từ khắp gần xa, theo Ngài cùng cất bài ca, chạy theo những ân tình thiên tha. Radio Tin Mừng xin kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ bảy, 21 tháng 1 năm 2017, chương trình gồm những nội dung sau đây: tin công giáo, suy niệm đời Chúa, vui cùng thiếu nhi lắng động trong ngày. Muôn đời vẫn tiếng thiên thần con. Ave, Ave, Ave Maria. Muôn đời vẫn tiếng thiên thần con. Thưa quý vị và các bạn, bản tin công giáo hôm nay gồm có: vượt thắng lòng dạ xét đối người khác, thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi Tổng thống Donald Trump trong lễ nhậm chức, Tổng thống Duterte viết thư cho Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự kính trọng sâu sắc. Vượt thắng lòng dạ xét đối người khác. Cần vượt thắng chính mình, vì lòng dạ chúng ta thường ích kỷ và xét đoán người khác. Và Chúa Giêsu đến để đổi mới tâm hồn chúng ta. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng tại nhà nguyện Thánh Mát-ta. Với tâm tính ích kỷ, các luật sĩ chỉ biết lên án người khác. Thiên Chúa đổi mới mọi sự từ gốc rễ, chứ không phải theo kiểu bề mặt. Luật của Chúa không phải là thứ luật tác động bên ngoài, nhưng là đi sâu vào cõi lòng chúng ta và biến đổi tận gốc. Trong giao ước mới, có sự biến đổi trí khôn, biến đổi tâm hồn, biến đổi cảm nhận và biến đổi hành động, và có một cung cách mới để nhìn mọi sự. Có một cung cách hành động với cái nhìn lạnh lùng và đầy ghen tị, nhưng cũng có một thái độ của niềm vui và lòng bao dung. Giao ước mới sẽ biến đổi tâm hồn và làm cho chúng ta nhìn về luật Chúa với con tim mới, với tâm trí mới. Chúng ta thử nghĩ về các luật sĩ và những người kết án Chúa. Họ làm mọi sự và mọi thứ đúng như luật nói. Họ nắm quyền trong tay, họ có mọi thứ, mọi sự, tất cả trong tay, nhưng lòng trí họ xa cách Thiên Chúa. Đó là lòng trí của sự ích kỷ, vì chỉ biết tập trung vào bản thân mình. Tâm hồn họ luôn đi xét đoán và kết án người khác. Thiên Chúa hay quên vì Ngài tha thứ. Thiên Chúa luôn đi bước trước và chắc chắn là Ngài tha thứ cho chúng ta. Ngài không còn nhớ tội lỗi của chúng ta nữa. Biết bao lần Ngài không nhớ. Tôi thích suy nghĩ vui đùa một chút về Chúa rằng, Ngài có một trí nhớ thật là không tốt. Điểm yếu của Thiên Chúa chính là Ngài mau quên tội lỗi chúng ta, và khi ấy Ngài tha thứ. Thiên Chúa quên bởi vì Ngài tha thứ. Trước một tâm hồn thống hối, Ngài tha thứ và quên hết. Ngài nói, ta sẽ quên, ta sẽ không nhớ tội của chúng nữa. Chúa đã tha thứ cho tôi, Chúa đã quên tội tôi, nhưng tôi phải thay đổi cuộc sống. Giao ước mới đổi mới tôi và đổi đời tôi. Không chỉ là thay đổi tâm hồn và trí khôn mà thôi, mà còn biến đổi cuộc đời. Sống không còn tội lỗi, sống xa lánh tội lỗi. Đó là cuộc tái tạo,
đó là cuộc sáng tạo mới mà Chúa thực hiện nơi tất cả chúng ta. Chúa sẽ thay đổi cõi lòng và nếp nghĩ của chúng ta. Khi chúng ta nói chúng ta thuộc về Chúa, thì các thần tượng khác chẳng còn nghĩa lý gì, chẳng còn tồn tại. Biến đổi trí khôn, biến đổi tâm hồn, biến đổi cuộc sống và biến đổi quyền sở hữu. Chúng ta hãy tiến về phía trước trong giao ước mới với niềm thành tín. Hãy trung thành với giao ước mới, trung thành với Thiên Chúa để Ngài biến đổi tâm hồn chúng ta. Vị ngôn sứ nói, Chúa sẽ lấy đi trái tim bằng đá và thay vào đó bằng trái tim bằng thịt. Hãy biến đổi tâm hồn và thay đổi cuộc sống. Đừng phạm tội nữa, không thuộc về thế gian này nhưng chỉ thuộc về Chúa thôi. Thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi Tổng thống Donald Trump trong lễ nhậm chức. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi lời chào của Ngài đến tân Tổng thống Mỹ Donald Trump và bảo đảm những lời cầu nguyện vào ngày lễ nhậm chức của tân Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng tân Tổng thống sẽ được hướng dẫn bởi các giá trị tinh thần và đạo đức phong phú đã định hình lịch sử của người dân Mỹ và cho rằng thành công của một đất nước nên được đo lường trên tất cả các mối quan tâm của quốc gia ấy đối với người nghèo, người bị ruồng bỏ và những người đang gặp khó khăn. Toàn văn thông điệp của Đức Thánh Cha như sau. Nhân lễ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 của Tổng thống, tôi xin gửi đến Ngài những lời cầu chúc tốt đẹp thân ái và bảo đảm những lời cầu nguyện của tôi, xin Thiên Chúa Toàn Năng ban cho Tổng thống sự khôn ngoan và sức mạnh trong việc thực hiện các chức vụ trọng đại của Ngài. Vào thời điểm khi gia đình nhân loại của chúng ta đang bị vây bủa bởi các cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, đòi hỏi các phản ứng chính trị có tầm nhìn xa và thống nhất, tôi cầu nguyện cho các quyết định của Tổng thống được hướng dẫn bởi các giá trị tinh thần và đạo đức phong phú đã định hình lịch sử của nhân dân Mỹ và sự dấn thân của quốc gia Ngài cho sự thăng tiến nhân phẩm và tự do trên toàn thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống, cầu xin cho tầm cỡ của Hoa Kỳ tiếp tục được đo lường trên tất cả các mối quan tâm đối với người nghèo, người bị ruồng bỏ và những người đang gặp khó khăn, những người Lazaro đang đứng trước cửa nhà của chúng ta. Với những tâm tình này, tôi xin Chúa ban cho Tổng thống và gia đình, cũng như tất cả những người Mỹ yêu quý, những phước lành của Chúa là hòa bình, hòa hợp và mọi thịnh vượng về vật chất và tinh thần. Đức Giáo Hoàng Francisco.